Xin chào tất cả các anh chị. Đã đến giờ mà xin chào các anh chị đã đến giờ chúng ta lại trao đổi và giao lưu với nhau. Xin chào Hoàng Vũ, xin chào Thương Mina, xin chào Nguyễn Yến, xin chào Phượng Nguyễn, xin chào anh Trung Quang Tiệp, xin chào Nguyễn Dương, xin chào Yến Nguyễn nha, xin chào chị Đỗ Thị Thúy ạ, xin chào Bùi Nguyệt, xin chào Phước Nguyễn nha, xin chào Phước Nguyễn nha. Đến giờ chúng ta đã đến giờ live stream rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta không có bóng đá đúng không ạ? Chúng ta không có bóng đá, xin chào Nguyễn Thủy. Thì chúng ta lại có rất nhiều cái thời gian để chúng ta dành để chúng ta nói chuyện với nhau. Và đến khi nào mà chúng ta lại có đủ 15 người thì chúng ta bắt đầu vào cái nội dung. Chúng ta lại cùng nhau để trả lời ba những cái câu hỏi. Thứ nhất là từ xưa đến nay thì bạn đã định vị được cái tư duy của mình đó là tích cực hay tiêu cực chưa? Xin chào Đặng Thoa, xin chào anh Phái Vũ, xin chào anh Phong Độ. Xin mời tất cả các anh các chị hãy chia sẻ cái live stream này ạ. Like và chia sẻ cái live stream này giúp Hằng ạ. Để cho rất nhiều người của chúng ta cùng được nhận những giá trị và những cái quà tặng rất là hấp dẫn từ công ty cổ phần giáo dục Thắp Sáng Trí Tuệ Việt, đó là Thanh Hằng, và cùng trung tâm Linh Chi tại Mạo Khê ạ. À đúng rồi ạ. Ngày hôm nay thì tôi cảm thấy là sống cái sóng ấy ạ, nó hơi bị kém đúng không ạ? Chúng ta hãy cố gắng đi ạ. Chúng ta hãy cố gắng chia sẻ cái live stream này và tag bạn bè của chúng ta vào, để chúng ta có những cái giá trị. Khi nào 15 người thì Hằng bắt đầu chia sẻ những cái nội dung ạ. Yến Nguyễn ạ, Yến Nguyễn sóng kém quá, bạn thử thoát ra xong bạn vào lại xem nào. Tất cả các anh các chị ạ, tất cả các anh các chị có thấy là sóng kém không ạ? Có thấy bị mạng bị chập chờn không? Các anh các chị có thấy mạng bị chập chờn không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau và chúng ta sẽ trao đổi. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ có định vị được cái tư duy của chúng ta là từ xưa đến nay nó là tích cực hay tích cực. Xin chào Đặng Thoa thì vẫn xinh gái mà. Vẫn xinh gái, xin chào Đỗ Thủy. Các bạn hãy các bạn like và chia sẻ cái livestream này của Hằng để giúp cho tất cả cộng đồng, những bạn bè của chúng ta nhận được những giá trị, và bên cạnh đó còn có những cái quà tặng rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa với tất cả chúng ta. Các anh các chị hãy chia sẻ thật nhiều, chia sẻ thật nhiều cái livestream này đi ạ. Các anh các chị hãy chia sẻ thật nhiều cái livestream này để khi chúng ta mà vào chương trình của chúng ta thì nó cũng có ba nội dung. Cái thứ nhất là để làm sao chúng ta được định vị được cái tư duy của chúng ta từ xưa đến nay, chúng ta có những cái tư duy tích cực hay tiêu cực, và tại sao mà những cái người mà họ đã là những người giàu ấy thì họ lại rất là giàu, đúng không nào? Đấy. Xin chào Đã Quý, xin chào Út Hiền nha. Và để trở thành được những cái người giàu có như thế thì chúng ta cần phải làm gì? Xin chào Thùy Dương Đỗ. Chúng ta hãy chia sẻ đi ạ. Chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này của Thanh Hằng trên tất cả các cái group, hoặc là trên cho bạn bè mình đi ạ. Để chúng ta khi nào chúng ta có đủ ạ, chúng ta có đủ 15 người thì bắt đầu chúng ta vào chương trình của chúng ta ạ. Xin chào chị Phọng Lam ạ. Và ngày hôm nay có rất nhiều các quà tặng ạ. Đã đến 11 người rồi thì chúng ta chỉ còn thêm một xíu nữa thôi là chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của chúng ta. Xin chào Bùi Nguyệt, yêu quá hả? Em dần dần là cũng phải làm cái phần live stream này đi để có những cái chương trình quà tặng riêng của văn phòng đại diện ở dưới Hạ Long dưới nha. Vâng, và đến bây giờ xin chào Nguyễn Thu. Xin chào Út Thiền. Và đến bây giờ chúng ta đã đủ 16 người. Và thực sự với các anh các chị rằng trong cuộc sống của chúng ta thì mỗi một con người của chúng ta đều mong muốn chúng ta có gì ạ? Có cuộc sống thành công và hạnh phúc.
Nhưng cái điều đầu tiên là chúng ta gì ạ? Chúng ta phải biết được định vị được rất rõ ràng, định vị được rất rõ ràng. Cái tư duy của chúng ta có thực sự là tích cực hay không? Và trước khi vào vào những cái phần mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu, chúng ta cùng nhau tìm hiểu, thì Thanh Hà sẽ đọc 17 tư duy triệu phú. Bởi vì sao? Tất cả các anh các chị thấy rằng là những người giàu có họ luôn luôn có những tư duy tích cực. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem 17 tư duy giàu có, 17 tư duy thịnh vượng của các triệu phú đó là gì. Chúng ta cùng like và chia sẻ cái live stream này của Thanh Hằng đi ạ, để làm sao giúp cho tất cả rất nhiều người ở trong cộng đồng của chúng ta biết được những cái giá trị vô cùng sâu sắc, và bên cạnh đó còn có những món quà tặng vô cùng hấp dẫn nữa ạ. Xin chào Phạm Hương ạ, xin chào chị Phạm Hương, xin chào chị, xin chào Nguyễn Thu. Con xin mẹ. Chia sẻ nhiều rồi chị nhá. Ôi, chị cảm ơn Đặng Thoa nha. Chị cảm ơn Đặng Thoa. Xin chào Ngọc Đá Quý. Xin chào Hồng Nguyễn. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này để sao để giúp cho tất cả chúng ta có những gì ạ? Có những giá trị. Và đặc biệt là những người đã dành tình cảm và Hằng vô cùng trân quý, để làm sao giúp cho Hằng được phát triển bản thân, rồi giúp cho Hằng đưa ra nhiều những cái giá trị cộng đồng. Xin chào Ngọc Biện, xin chào Lan, chị Lan Phạm, xin chào anh Diệp Nguyễn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nghe về 17 tư duy triệu phú, để cho chúng ta luôn luôn trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những cái tư duy về tích cực. Bởi vì nếu như chúng ta có tư duy tích cực thì chúng ta có cảm xúc mạnh mẽ, và chúng ta có cảm xúc mạnh mẽ thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta có hành động quyết liệt để chúng ta có cái sự thành công, hạnh phúc ở trong cuộc sống này. Và cái tư duy đầu tiên ngày hôm nay thì thực ra thì các anh các chị thấy là cái tư duy thịnh vượng nó có bộ thẻ. Và sau khi mà các anh các chị share, like thì các anh các chị trả lời những câu hỏi thì anh chị có những cái quà tặng này. Bởi vì với Thanh Hằng, nó cái bộ này ạ, chính cái bộ thẻ này ạ, nó đã theo Thanh Hằng. Và cái bộ thẻ này á thì nó sao? Nó giúp cho họ gì ạ? Có một cái tư duy, một cái thay đổi tư duy gốc rễ. Đó. Cái tư duy gốc rễ, và chúng ta hàng ngày chúng ta được đọc một cái tư duy tích cực, hàng ngày chúng ta có một cái tư, và hàng ngày đó thì chúng ta đọc đi đọc lại, lặp đi lặp lại để chúng ta có một cái tư duy gốc rễ. Các anh các chị có đồng ý với, xin chào Thẩm Mỹ Thanh Tâm, các anh các chị có đồng ý với hàng một điều là khi mà chúng ta có một cái tư duy tích cực thì chúng ta có cảm xúc tích cực. Và khi chúng ta có cảm xúc tích cực thì chúng ta đưa ra những hành động quyết liệt, và đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái kết quả vô cùng là vượt sự mong đợi. Cũng giống như chúng ta nghĩ như thế này, nếu như mà chúng ta trồng táo thì chắc chắn quả sẽ là táo. Mặc dù kể cả chúng ta có hái hết táo đi và chúng ta gắn lên đó là đào đi chăng nữa thì sang năm điều gì xảy ra? Xin chào Nguyễn Quỳnh Như, xin chào Hồ Quang Hạnh, xin chào Quỳnh Như nha. Đó, thì kể cả chúng ta gắn đào vào đi chăng nữa thì năm sau cây táo đấy vẫn ra là trái gì ạ? Trái táo chứ không thể là đào được. Nên chính vì, xin chào Hồ Quang Hạnh, xin chào Thanh Nguyễn. Đó, thế chính vì như thế nên là cái người giàu có, những người triệu phú họ luôn luôn có những cái tư duy tích cực. Đó, bởi vì sao? Bởi vì họ luôn có tư duy tích cực thì họ cài đặt vào trong gì ạ? Trong tiềm thức của họ để họ có những tư duy gốc rễ, có cái tư duy gốc rễ luôn luôn tích cực. Và bây giờ thì Thanh Hằng sẽ gì ạ? Xin chào anh Nguyễn Hữu Đông. Xin chào Hồ Minh Tâm. Và bây giờ thì lần đầu tiên thì Hằng sẽ đọc đủ, tức là cái 17 tư duy triệu phú này thì nó sẽ có hai phần là tư duy của người giàu và tư duy của người nghèo. Hằng ngày hôm nay Thanh Hằng chỉ đọc một lần là có cả tư duy của người giàu và tư duy của người nghèo. Thì các anh các chị ạ, chào Thanh Tâm, xin chào Ngọc Viện.
các bạn hãy gì ạ, các bạn hãy chia sẻ cái live stream này ra để cho cộng đồng của chúng ta, bạn bè của chúng ta nhận được rất nhiều giá trị từ 17 tư duy triệu phú này ạ. Vâng, xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Và bố chia sẻ video cô Hằng nghe. Xin chào bố Đông. Đó, thế thì ngày hôm nay thì Hằng sẽ gì ạ, Hằng sẽ đọc cả tư duy tích cực và tư duy tiêu cực để cho anh các chị. Đây đó chính là bộ thẻ, nhưng từ lần sau trở đi, và đây chính là một cái thói quen sau này, từ lần sau khi Thanh Hằng livestream thì 17 tư duy triệu phú này sẽ được đọc trước khi Thanh Hằng livestream, và chỉ đọc tư duy tích cực thôi các anh các chị nhé. Xin chào Bùi Linh. Các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ạ. Và chúng ta cùng nhau ạ, chúng ta cùng nhau đọc 17 tư duy triệu phú nhá. Chúng ta cùng nhau đọc nha. Người giàu họ luôn học hỏi và phát triển. Còn người nghèo thì sao? Người nghèo nghĩ họ đã biết hết. Đó. Cái tư duy thứ nhất. Tư duy thứ hai là người giàu họ tập trung vào các cơ hội. Còn người nghèo thì sao? Tập trung vào những khó khăn. Đó, các chị thấy không ạ? Hoàn toàn khác nhau. Và người giàu có thì họ chọn cả hai, đó là giàu có và hạnh phúc. Còn người nghèo thì sao ạ? Suy nghĩ hoặc là thế này hoặc là thế kia thì họ sẽ chọn là hạnh phúc. Xin chào viên đá nhỏ, xin chào anh Hùng Trương Văn. Xin chào Nguyễn Bách Việt. Chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy like và chia sẻ cái live stream này để gì? Để cho rất nhiều các anh các chị bạn của chúng ta được nhận những món quà và những giá trị của cuộc sống. Tư duy thứ ba, người giàu thường ngưỡng mộ người thành công và giàu có khác. Người nghèo bực tức với những ai thành công và giàu có. Chúng ta thấy không ạ? Hai cái tư duy nó đã hoàn toàn khác nhau. Người giàu tin tôi tạo ra cuộc đời tôi. Người nghèo tin cuộc sống toàn những việc bất ngờ xảy đến với tôi. Chúng ta thấy không ạ? Cái tư duy đó hoàn toàn khác nhau ạ. Xin chào Phạm Bình Minh, xin chào Yên Phũ, xin chào chị Bách Thanh. Các anh các chị hãy xem livestream và hãy chia sẻ giúp Hằng. Bởi vì Hằng thì Hằng rất mong muốn là cho cộng đồng và cho tất cả bạn bè các anh các chị, ngoài biết những giá trị sống ra, chúng ta còn có những cái món quà tặng. Xin chào Yến Bùi Thị. Và chúng ta cùng nhau tiếp tục xem là người giàu họ suy nghĩ như thế nào nhé. Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng, nhưng người nghèo tham gia cuộc chơi tiền bạc chỉ để không bị thua. Các anh các chị có thấy hai cái luồng tư duy nó hoàn toàn khác nhau không ạ? Xin chào Tố Vân. Người giàu quản lý tốt tiền của họ, nhưng người nghèo không biết quản lý tốt tiền của họ. Đó, hai cái tư duy nó hoàn toàn khác nhau rồi, đúng không anh các chị? Nào, xin chào các anh các chị. Các anh chị xem cái livestream này thì các anh các chị hãy chia sẻ đi, chia sẻ lên đến bạn bè của mình, và chia sẻ để giúp cho chúng ta có những cái giá trị sống, và bên cạnh đó còn có rất nhiều các quà tặng. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp ạ. Người giàu bắt tiền của họ làm việc một cách chăm chỉ, nhưng người nghèo thì sao? Làm việc chăm chỉ vì tiền của họ. Đó, hai cái tư duy đó hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Xin chào Nguyễn Thu Thủy. Còn người giàu thì họ suy nghĩ lớn, người nghèo suy nghĩ nhỏ. Đó, chúng ta thấy hai cái tư duy của người giàu và người nghèo hoàn toàn khác nhau. Xin chào Nguyễn Hách ạ. Người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ. Người nghèo suy nghĩ tiêu cực về bán hàng và quảng bá. Đó. Người giàu quyết tâm làm giàu. Người nghèo muốn trở lên giàu có. Các anh các chị thấy không ạ? Cái hai cái luồng tư duy nó hoàn toàn là khác nhau ạ. Xin chào Nguyễn Thu Thủy. Xin chào Lê Nhung. Người giàu kết giao với những người tích cực và thành công. Nhưng người nghèo thì sao? Người nghèo giao du với người tiêu cực và thất bại. Đó, các anh các chị thấy ạ, trong cuộc sống của chúng ta, tại sao lại có người giàu và người nghèo? Và những người giàu thì họ lại càng giàu, còn những người nghèo thì thường là
nhiều tiêu cực đó. Và bởi vì chính là cái tư duy này nó làm gì ạ? Nó làm thay đổi cái cảm xúc, thay đổi cái hành động của mỗi con người của chúng ta. Dạ vâng, xin chào bố. Tiếp tục ạ. Người giàu thì đứng cao hơn vấn đề của họ, còn người nghèo thì nhỏ hơn những vấn đề của họ. Đó, tức là cái tư duy của họ, của người giàu và người nghèo hoàn toàn khác nhau. Được trả chọn, được trả công theo kết quả, nhưng người nghèo chọn trả công theo gì ạ? Theo thời gian. Đó. Và người giàu thì chú trọng vào tổng tài sản, nhưng người nghèo thì chú trọng vào thu nhập từ làm việc. Đó chính là những cái tư duy, chính là những cái tư duy của gì ạ? Của người giàu và người nghèo. Các anh các chị hãy gì ạ? 60 nhóm để sợ hãi ngăn cản họ. À, bây giờ chúng ta lại vào được rồi đúng không nào? Dạ vâng, Nguyễn Điện. À, xin chào Xuân Nguyễn. Tư duy nằm ở công việc và cách vận hành công việc, đúng rồi. Nhưng mình phải luôn luôn có một tư duy là tích cực chứ không thể tiêu cực. Nếu như chúng ta có một tư duy tiêu cực thì điều gì xảy ra? Suy nghĩ của chúng ta cũng tiêu cực và cảm xúc của chúng ta cũng tiêu cực, và dẫn đến hành động của chúng ta cũng tiêu cực. Và một tư duy thứ 17, tư duy cuối cùng, đó là người giàu thì rất biết đón nhận, còn người nghèo thì không biết đón nhận. Có đúng không ạ? Và Thanh Hằng sẽ gì ạ? Trên Thanh Hằng đã chia sẻ 17 tư duy triệu phú. Này các anh các chị có mong muốn, các anh các chị có mong muốn ạ, bản thân mình có bộ thẻ về 17 tư duy triệu phú này, và đặc biệt là chúng ta còn cho ai ạ? Cho con của chúng ta đọc hàng ngày và xem hàng ngày cái tư duy triệu phú này sẽ giúp cho gì ạ? Sẽ giúp cho con của chúng ta có những cái tư duy mới, cái tư duy gốc rễ ngay từ khi còn rất nhỏ. Dạ vâng, xin cảm ơn các anh các chị, và các anh các chị sẽ gì ạ? Đã gì ạ? Chia sẻ cái live stream này đi ạ. Chia sẻ cái live stream này để làm sao để giúp cho gì? Cho Thanh Hằng này, ủng hộ cho Thanh Hằng này, rồi đến những người bạn của mình được nhận được rất nhiều những giá trị. Xin chào Phương Vũ. 17 tư duy triệu phú, 17 tư duy triệu phú này nó giống như là cẩm nang để gì ạ? Để giúp cho Hằng trong cuộc sống, trong công việc. Cứ hàng ngày Hằng đọc sáng thức dậy và tối trước khi đi ngủ, thấp nhất là Hằng đọc 2 lần đó, để cho mình cài đặt cái sự lặp đi lặp lại vào trong tư duy, và luôn luôn chúng ta có một cái gì tích cực, luôn luôn có những cái tư duy tích cực. Chính vì cái tư duy cái tích cực đó nó sẽ là gì? Nó sẽ là gốc rễ để chúng ta tạo ra suy nghĩ tốt, tạo ra cảm xúc tốt và tạo ra hành động tốt. Xin chào chị Trần Lan Hương. Xin chào Đinh Công Bình. Wow, giáo sư tiến sĩ của Văn phòng Đại diện Nghệ An, đúng không nào? Đó, và chúng ta đã gì ạ? Và chúng ta đã đi qua gì? 17 tư duy triệu phú. Đó, thì tại sao mà những người á, những cái người mà họ trở lên giàu có thì thường thường là họ luôn luôn có gì ạ? Xin chào Hoàng Thị Vịnh. Họ luôn luôn có thì có những cái tư duy của họ là luôn luôn tích cực. Và thế thì bản thân ở trong bộ chúng ta đã định vị được là hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta đã có cái phần tư duy tích cực nhiều hơn gì ạ? Nhiều hơn tư duy tiêu cực chưa? Và chúng ta cũng sẽ đặt những câu hỏi, tại sao những người giàu có họ lại gì ạ? Họ lại càng ngày họ giàu có. Bởi vì trong cuộc sống, trong công việc. Xin chào Hạnh Lê nha. Xin chào Nguyễn Hà. Đó, thì trong cuộc sống của họ thì họ luôn luôn trong cuộc sống, trong công việc, họ luôn luôn có những cái tư duy của họ về tích cực. Chính vì lẽ đó nó gì ạ? Nó đã tạo ra trong cái hưng phấn của con người ta, trong cảm xúc của mỗi con người, thì cái công việc của họ sẽ tốt hơn. Và họ có cái tư duy tích cực thì họ thường gì ạ? Họ thường đối diện được với những, kể cả trong khó khăn hay trong cuộc sống. Đấy, chính vì như thế
cái tư duy này nó là một cái tư duy gốc rễ để chúng ta mong muốn chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Xin chào Trang Bùi. Đó, và chính cái 17 tư duy này, tư duy triệu phú này sẽ giúp cho chúng ta có những cái trường năng lượng mạnh hơn, tốt hơn và hút những người thành công hơn. Hả? Và đấy là những cái câu hỏi. Và bản thân mình đã định vị được mình là cuộc sống của mình ấy có bao nhiêu thời gian để mình có những cái tư duy tích cực đó. Và đây chính là những cái câu hỏi, đây chính là những câu hỏi tại sao những người giàu thì họ ngày càng giàu. Và ngoài cái việc họ có tư duy, họ có tư duy về gì ạ? Họ có tư duy cái từ ấy đâu này? Họ có cái tư duy là tích cực ra rồi, nhưng bên cạnh đó họ còn có bảy thói quen hàng ngày để sao ạ? Giúp họ cuộc sống của họ tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem 7 thói quen của những người thành công đó là gì. Xin chào bạn Cương ở Bắc Ninh nè. Xin chào Trần Thu Hương. Đó. Các bạn hãy gì ạ? Các bạn hãy like và chia sẻ cái livestream này của Thanh Hằng ra để cho rất nhiều người ạ biết đến và họ có những cái giá trị và bên cạnh đó có những cái quà tặng đấy ạ. Thế thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu 7 cái thói quen của người thành công như thế nào. Cái thói quen thứ nhất của họ đây ạ, đó chính là cái thái độ, có thái độ sống tích cực. Đó, đúng không nào? Họ đã có một cái tư duy tích cực ra rồi, nhưng họ còn có một cái, họ thường xuyên hàng ngày họ có cái tư duy tích cực. Ngoài ra họ còn tạo ra những thói quen tích cực nữa. Chúng ta có đồng ý với tôi rằng, mà với Thanh Hằng một điều là gì? Thói quen thì sẽ tạo lên gì ạ? Sẽ là tạo lên tính cách. Và tính cách thì sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ gặt được cái gì ạ? Gặt được số phận. Không đúng nào? Thì thói quen đầu tiên ạ. Cái thói quen đầu tiên đó là phải có gì ạ? Có thái độ sống tích cực. Đó. Cái thói quen thứ hai là gì ạ? Phải biết định hướng về tương lai. Đó. Cái thói quen thứ hai của họ ấy, tức là họ phải định hướng được tương lai. Trước khi họ định hướng được tương lai của họ thì họ phải định vị được bản thân họ. Có đúng không anh chị? Xin cảm ơn tất cả các anh các chị đã lắng nghe và chia sẻ các livestream này. Xin chào Thanh Vân. Xin chào Trần Thị Thu Hương. Đinh Công Bình. Xin cảm ơn Đinh Công Bình nha. Đó. Và gì ạ? Và cái thói quen thứ ba của họ đó là gì ạ? Thói quen thứ ba của họ là việc của ngày hôm nay thì chớ để ngày mai. Đấy chính là những thói quen của những người thành công. Tại sao lại việc của ngày hôm nay chớ để ngày mai? Bởi vì khi mà chúng ta làm việc, chúng ta phải có kế hoạch, chúng ta phải có hoạch định. Thanh Hằng hay nói rằng là chúng ta hay làm KPI hàng ngày. Chúng ta phải làm ra những cái việc gì cần làm. Chúng ta phải tổng hợp hay chúng ta thống kê được những cái việc chúng ta cần làm của ngày hôm nay. Và chúng ta những cái việc, ngoài những cái việc chúng ta cần làm của ngày hôm nay ra rồi, thì chúng ta lại phải ưu tiên những cái việc chúng ta cần ưu tiên. Đó. Thì cái gì, cái thói quen thứ ba đó là việc hôm nay chớ để ngày mai. Đó. Và cái thói quen thứ tư của họ đó là gì ạ? Tư duy của họ phải là cùng thắng. Tức là họ phải luôn luôn có một cái tư duy tích cực. Đấy, họ luôn luôn có một cái tư duy tích cực. Xin chào Kiên Lưu Quang. Dạ vâng, xin chào và rất là cảm ơn cái sự theo dõi cái livestream này. Và đặc biệt là các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra. Hằng rất là mong muốn các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra để giúp cho cộng đồng của chúng ta có nhận được nhiều những giá trị và đặc biệt nữa là có cả những quà tặng ạ. Đó. Và chúng ta thấy ạ, đấy là cái thói quen thứ mấy ạ? Thói quen thứ tư. Thói quen thứ năm của họ là gì ạ? Là biết lắng nghe và thấu hiểu. Biết lắng nghe để thấu hiểu và được thấu hiểu. Đấy. Biết lắng nghe để thấu hiểu và được thấu hiểu.
Đó, những cái thói quen của những người thành công đấy ạ. Các anh chị thấy không? Họ vô cùng tuyệt vời, họ có gì ạ? Có cái những cái thói quen thứ 7 của người thành công, đó chính là biết rèn luyện và phát triển những kỹ năng. Các anh chị thấy không ạ? Đây chính là gì ạ? Đây chính là 7 thói quen của người của những người thành công. Đây chính là 7 thói quen của những người thành công. Và ngày hôm nay Hằng cũng đã, Thanh Hằng cũng đã ngay từ ban đầu Thanh Hằng cũng đã chia sẻ với tất cả các anh chị ạ. Cái thứ nhất là chúng ta đã định vị được cái tư duy của chúng ta tích cực bao nhiêu phần trăm. Và để có một cuộc sống hạnh phúc và thành công thì chắc chắn chúng ta phải có những tư duy gì ạ? Tư duy tích cực. Cái đấy là cái điều chắc chắn đúng không ạ? À, Hiền Nguyễn xin chào em gái. Dạ em chào chị. Em chào chị. Các anh các chị xem livestream này thì các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra để gì? Để giúp cho rất nhiều những bạn bè của chúng ta gì ạ? Bạn bè của chúng ta biết được những giá trị sống và còn có những phần quà vô cùng hấp dẫn nữa ạ. Dạ. Xin chào tất cả các anh các chị. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Và khi mà chúng ta đã có gì ạ? Khi chúng ta có những tư duy tích cực rồi, nhưng chúng ta phải có gì ạ? Chúng ta phải có những thói quen. Bởi vì khi thói quen của chúng ta được lặp đi lặp lại hàng ngày thì nó sẽ trở thành tính cách của chúng ta. Và tính cách của chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ gặp được số phận của chúng ta. Đó. Và cũng như Thanh Hằng chia sẻ đấy, trước khi chúng ta làm bất cứ một điều gì hay là trong cuộc sống của chúng ta, cái quan trọng nhất là chúng ta phải định vị được bản thân của chúng ta. Đó. Thế nên là cái câu hỏi là bây giờ các anh các chị đã định vị được cái tư duy của mình và biết được rằng là mình tích cực bao nhiêu phần trăm thì chúng ta thấy được ngay ạ. Khi chúng ta thấy được ngay điều đấy ạ. Và đặc biệt là chúng ta đã có thói quen. Cái thói quen mà như 7 thói quen này Hằng chia sẻ chưa ạ? Cái điều đầu tiên, cái thói quen đầu tiên, thì Hằng nhắc lại nhé. Cái thói quen đầu tiên đó chính là gì ạ? Chúng ta phải có thái độ sống. Đó, đây ạ. Chúng ta phải có thái độ sống tích cực. Xin chào Bùi Hương Thơm. Xin chào Thơm. Xin chào Đào Thu Hằng. Đó, tất cả các anh các chị xem có livestream này, các anh các chị hãy chia sẻ đi ạ. Chia sẻ thì chúng ta có những cái phần quà vô cùng là hấp dẫn. Vô cùng là hấp dẫn. Và tiếp tục nữa, khi mà chúng ta thực hiện được 7 cái thói quen này và chúng ta được rèn luyện hàng ngày, chúng ta rèn luyện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, thì chắc chắn một điều là cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thành công và hạnh phúc hơn rất nhiều. Và cái phần mà ngày hôm nay Hà Thanh Hằng chia sẻ với tất cả các anh ấy chị, đó chính là gì ạ? Tư duy tích cực và những thói quen của những người thành công. Tức là 17 tư duy triệu phú và 7 thói quen tích cực của những người thành công, để giúp cho chúng ta có một cuộc sống và hạnh phúc và thành công hơn. Thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải có tư duy tích cực và chúng ta phải có những thói quen tích cực. Đó. Và ngày hôm nay thì Thanh Hồng cũng mong muốn rằng ngoài cái chia sẻ về cái giá trị mà nhận được. Xin chào Hương Thơm. Xin chào Bùi Hương Thơm. Vì sao chị xinh đẹp và duyên dáng thế? Em cũng vậy mà. Rồi, thế thì chúng ta thấy được trong cuộc sống của chúng ta phải luôn luôn chúng ta phải có một tư duy tích cực và chúng ta phải có một cái thói quen chúng ta rèn luyện hàng ngày, thì chúng ta mới có được một cái trường năng lượng rất là mạnh và chúng ta có những suy nghĩ tích cực, cảm xúc tích cực và tạo ra những hành động tích cực. Đó. Thế thì ngày hôm nay thì bởi vì là tất cả trong số tất cả các anh chị cũng biết rằng là Hằng cũng sẽ chia sẻ với các anh các chị một ngành khoa học, đúng không ạ? Và trong quá trình mà Hằng chia sẻ, Thanh Hằng chia sẻ cái phần mà của một ngành khoa học này thì chúng ta mới thực sự là rất nhiều các quà tặng đây ạ. Xin thưa các anh các chị, thì Thanh Hằng đã và đang làm công tác trong lĩnh vực giáo dục và đặc biệt là quan tâm chủ đạo đến cái phần sinh trắc học dấu vân tay. Và rất nhiều các anh các chị ở đây đã làm sinh trắc vân tay chưa ạ? Nếu như mà ai mà làm sinh trắc vân tay rồi nha, thì các anh các chị hãy comment cho Hằng là số 1 đi. Còn nếu như các anh chị chưa làm sinh trắc học dấu vân tay
thì chắc chắn là các anh các chị còn có những cái cơ hội để được tặng cho chính mình. Còn nếu các anh chị đã làm rồi thì lại có những cái cơ hội khác nữa ạ. Đó. Và ngày hôm nay thì Thanh Hằng xin chia sẻ với các anh các chị về lịch sử của ngành sinh trắc học dấu vân tay. Bởi vì là khi mà mình làm trong ngành, khi mình làm trong cái lĩnh vực giáo dục này, và đặc biệt là ngành sinh trắc học dấu vân tay, thì đương nhiên là có rất nhiều người thì cũng đã gì ạ? Cũng đã rất là chưa rõ ràng về sinh trắc học dấu vân tay nó là gì. Thì ngày hôm nay Thanh Hằng sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị. Sinh trắc học dấu vân tay là gì? Sinh trắc học dấu vân tay nó là một ngành khoa học được kết hợp bởi, xin thưa với các anh chị ạ, được kết hợp bởi gì ạ? Bởi các ngành khoa học như nhân chủng học, y học, sinh học và tâm lý học, và còn kết hợp với rất nhiều các ngành khoa học khác và tạo lên một ngành có tên là sinh trắc học dấu vân tay. Và chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về lịch sử của ngành như thế nào. Bởi vì sao có rất nhiều người á mới thì nói rằng là hay nó giống như là xem bói, hoặc là nó giống như một cái điều gì đấy mà nó không mang tính khoa học. Đó. Thế thì ngày hôm nay thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ với các anh các chị về lịch sử của ngành. Đúng rồi ạ, ngành của là một ngành khoa học rồi. Thế thì chúng ta thấy không ạ, chúng ta nhìn trên đây chúng ta thấy rất là rõ ràng. Giả sử được chứng minh ạ, ví dụ Thanh Hằng chia sẻ ở đây cho các anh các chị nhé. Ví dụ như vào năm, đây nó là có những cái mốc thời gian lịch sử rất là rõ ràng. Vào năm 1685 nhé các anh các chị nhé, sinh trắc học dấu vân tay đã khởi phát từ những thời điểm đó rồi. Thì nhà khoa học Wurlitzer đã xuất bản cuốn sách đầu tiên về vân tay học rồi. Các anh các chị nhé. Đấy, từ những năm mấy trăm năm trước đây đã gì ạ? Ngành sinh trắc học dấu vân tay nó đã gì ạ? Đã có những cái người mà viết được ra những cuốn vân tay học rồi. Đó. Và tiếp tục nữa là chúng ta thấy ạ, vào những năm 1788, Maier hoàn tất soạn thảo các nguyên tắc cơ bản để phân tích vân tay và phát hiện ra dấu vân tay của mỗi người là độc nhất. Đó. Thế thì có nghĩa là giờ gì ạ? Vân tay của chúng ta nó có hai yếu tố. Một là bất biến, độc nhất mà, đúng không nào? Một là bất biến, hai là di truyền. Đó, được các nhà khoa học họ chứng minh hết rồi ạ. Và tiếp tục ạ. Vào những cái năm 1926 thì tiến sĩ Harold Cumming, nhà giải phẫu học của người Mỹ đấy, chính là nhà giải phẫu học của người Mỹ cùng với cả Henry Murray đã khai sinh ra ngành sinh trắc học dấu vân tay. Đó, tức là gì ạ? Cái ngành sinh trắc học dấu vân tay nó còn có rất nhiều các cái, người ta gọi là cái lịch sử của ngành. Nhưng Thanh Hằng chỉ chia sẻ với các anh các chị là lịch sử của ngành sinh trắc học dấu vân tay đã có từ rất lâu rồi. Có từ rất lâu rồi các anh các chị nhé. Các anh các chị xem thì các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra, chia sẻ cho nhiều nhiều người ạ, cho nhiều người biết đến lịch sử của ngành khoa học này. Và những người chúng ta biết như thế này á thì chúng ta sẽ giải thích được sinh trắc học dấu vân tay nó không phải là bói toán, mà sinh trắc học dấu vân tay nó chính là một ngành khoa học được kết hợp bởi rất nhiều các ngành khoa học khác nhau. Và đương nhiên chúng ta biết ạ, thế tại sao mà nó lại được cấu thành từ cái ngành khoa học có tên là nhân chủng học? Các anh các chị có hay đi nước ngoài này, đúng không? Rồi là chúng ta hãy lấy cái chứng minh nhân dân của chúng ta hay là thẻ căn cước của chúng ta, không lấy bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể mà lại lấy dấu vân tay của chúng ta. Đó, đấy chính là ngành nhân chủng học đó ạ. Và y học, rồi sinh học và tâm lý học để kiến tạo lên một ngành có tên là ngành sinh trắc học dấu vân tay. Và xin thưa với tất cả các anh các chị như thế này, cùng nhau thực hiện cái livestream này. Xin chào chị Nhung Trang, xin chào Linh Thùy Vương, xin chào Ngọc Lê.
Các anh các chị, khi các anh các chị xem cái livestream này, các anh chị cạnh chia sẻ đi. Và bởi vì ngày hôm nay thì Hằng có chia sẻ với các anh các chị về lịch sử của ngành sinh trắc học dấu vân tay. Đó. Và ngày hôm nay thì các anh các chị đã nghe được rồi. Và cái lịch sử của ngành khoa học sinh trắc học dấu vân tay thì Thanh Hằng đã chia sẻ rồi. Nhưng cái ứng dụng đấy các anh các chị ạ, từ những Mỹ họ đã ứng dụng từ những năm bao nhiêu ạ? 1950. Họ ứng dụng để truy tìm dấu vết, và đặc biệt là họ dùng cái vân tay để họ xác nhận được ai những cái người bệnh nhân mắc bệnh đau đó. Và đặc biệt vào những năm 1970 thì Liên Xô cũ của chúng ta đấy thì đã gì ạ, đã sử dụng cái ngành sinh trắc học dấu vân tay này vào gì ạ, vào cái thế vận hội Olympic đấy, vào những năm 1970 thì đã sử dụng cái sinh trắc học, ngành dấu sinh trắc học dấu vân tay này để lựa chọn ra những cái vận động viên xuất sắc đó. Xin chào anh Lê Viết Khương, xin chào Phọng Yến đó. Thì chúng ta hãy gì ạ, chúng ta Thanh Hằng xin rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi livestream này, và đặc biệt là các anh các chị hãy gì ạ, hãy chia sẻ like và chia sẻ cái livestream này giúp Hằng để Hằng hoàn thành sứ mệnh của mình, là thứ nhất là chia sẻ những giá trị sống ở bên ngoài, và đặc biệt là chia sẻ những cái công việc, hay nói cách khác là cũng mang trên mình một cái sứ mệnh, đó là làm một cái ngành khoa học có tên là sinh trắc học dấu vân tay đấy. Và từ đầu đến giờ thì Hằng cũng đã chia sẻ cho các anh các chị biết rằng là lịch sử của ngành này như thế nào rồi, và đặc biệt là chúng ta thấy ạ, và đặc biệt là chúng ta thấy khi đã là một ngành khoa học rồi thì chúng ta chỉ có gì ạ, chỉ cùng chúng ta có làm theo ấy đó. Thế thì khi mà một ngành khoa học được lịch sử minh chứng rồi thì cái giá trị của sinh trắc học dấu vân tay như thế nào, cái điều mà Thanh Hằng muốn chia sẻ với tất cả các anh chị, cái giá trị của sinh trắc học dấu vân tay nó đến với từng nhóm người các anh các chị ạ. Thứ nhất là đến với lứa tuổi người ta gọi là từ 0 đến 6 tuổi đó. Từ 0 đến 6 tuổi thì giúp được gì ạ, ví dụ như là xác định được những cái năng lực vượt trội đấy, xác định những năng lực vượt trội, những cái hạn chế đó, những cái hạn chế của bé, và đặc biệt nữa là xác định được ngay những cái đặc điểm tính cách và đưa ra được cái phương pháp học một cách tốt nhất và phù hợp với gì ạ, với mỗi một cá thể, hay nói cách khác là phù hợp với con mình. Xin chào chị Bùi Hiền ạ. Xin chào Ngọc Lê. Và với cái độ nhỏ, với cái độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi như thế này thì còn gì ạ, khi mà chúng ta biết được cái đặc tính, biết được cái cách học, cách hấp thu học, việc học, thì đương nhiên là sẽ thiết kế được ra những cái phương pháp học đối với con trẻ. Và đặc biệt là chúng ta đầu tư làm sao gì ạ, đúng mục đích, tránh về lãng phí, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc. Đấy, cái đấy là một cái mà vô cùng cần. Và đôi khi đối với những phụ huynh của chúng ta thì bị áp lực với con cái rất nhiều, đúng không ạ? Từ cái độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi, và đặc biệt là từ 0 tuổi đến 3 tuổi thì sao? Thì trẻ phát triển về não phải. Thế nhưng từ 3 tuổi đến 6 tuổi thì trẻ lại phát triển về não trái. Nên chính vì như thế tại sao là chúng ta cứ nói rằng là con của chúng ta bướng bỉnh này, con của chúng ta không nghe lời này. Đó, đi anh các chị thấy nha. Đương nhiên vẫn giúp được, vẫn sinh trắc học dấu vân tay vẫn giúp để phát hiện được ra những cái khả năng vượt trội, những cái ưu thế và những cái hạn chế. Nhưng bên cạnh đó còn rất rõ được cái tiếp thu về học tập, tiếp thu về học tập về như thế nào ạ? Thì xem là cái cá nhân đó, cái bạn học sinh đó, họ tiếp thu học tập bằng gì ạ? Bằng nhìn hay bằng nghe hay bằng vận trong quá trình nuôi dạy con cái đó. Và còn đối với gia đình thì sao? Đối với gia đình thì chúng ta hiểu được tính cách của nhau hơn đó, rồi hòa hợp với nhau trong cuộc sống hạnh phúc đấy. Và đặc biệt nữa là giúp cha mẹ thấu hiểu về con cái, giúp cha mẹ thấu hiểu con cái, đúng không ạ? Để trong quá trình nuôi dạy của chúng ta cũng sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Và đương nhiên chúng ta tôn trọng cá tính của nhau để giúp cho nhau hạnh phúc và thành công hơn. Thế đối với doanh nghiệp thì sao? Đúng không nào? Đấy, sinh trắc học dấu vân tay nó có giá trị với tất cả những lứa tuổi, tất cả đối với những con người ở trong cuộc sống của chúng ta, đối với những cái nhóm ấy,
Đó, với nhóm những cái doanh nghiệp thì sao? Thì đặt người đúng vị trí, đặt người tài đúng vị trí đấy ạ. Giả sử như là một nhân viên mà họ thích làm sale marketing, đúng không? Làm sale mà lại ông chủ lại đặt vào đâu ạ? Chào các anh chị. Đối với các tổ chức giáo dục, xin chào Tiến Hoàng ạ. Xin chào các anh chị, các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra để làm sao để giúp cho rất nhiều người để biết về sinh chắc, học số vân tay và biết được những cái giá trị trong cuộc sống này. Xin chào các anh các chị hãy chia sẻ giúp Hằng để làm sao mà cho rất nhiều người, những người cộng đồng của mình á đón nhận những cái giá trị đó. Và đặc biệt đối với các cái tổ chức giáo dục thì sao? Chọn được gì ạ? Chọn được những cái người ta gọi là gì? Nhân tài thực sự để đào tạo, huấn luyện đúng với những dạng năng lực. Đấy, có thể là đi thi lớp này xong rồi thi trường rồi là thi quận rồi thi tỉnh rồi thi quốc gia đó. Chúng ta đầu tư ấy, chúng ta đầu tư đúng và sẽ tìm được ra những cái nhân tài cho trường, cho đất nước. Cái đấy là cái là trong lĩnh vực giáo dục của chúng ta đó. Và ngày hôm nay thì Thanh Hằng cũng chia sẻ với tất cả các anh các chị, chia sẻ với tất cả các anh các chị về cái điều đầu tiên. Đầu tiên đó là gì ạ? 17 tư duy triệu phú. Đó. Và tiếp tục nữa là 7 thói quen. 7 thói quen sao? 7 thói quen của những người thành công. Và xin chào Kim Thu Trần. Xin chào ông già Hải Phòng nhỉ. Có ai mà lại ông già Hải Phòng. Đó. Thì Thanh Hằng đã chia sẻ đến cái phần mà lịch sử của sinh chắc học dấu vân tay, lợi ích của sinh chắc học dấu vân tay, đúng không? Thế nhưng bên cạnh đó này, đến bây giờ thì các anh các chị có mong muốn nhận quà không ạ? Nhận quà từ Thanh Hằng, từ công ty cổ phần giáo dục Thắp Sáng Trí Tuệ Việt. Và đặc biệt là nếu như các anh các chị có bạn của mình, hoặc là các anh chị là người mạo khê, thì các anh các chị còn nhận được rất 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 nhiều những cái giá trị quà tặng từ trung tâm Linh Chi Mạo Khê. Thì trung tâm Linh Chi Mạo Khê thì có rất nhiều các cái chương trình học, ví dụ như là lớp vẽ của các con, rồi là lớp khiêu vũ ấy, rồi là lớp múa ấy, và lớp toán. Nói chung là trung tâm Linh Chi thì ở tại Mạo Khê á, thì có rất nhiều ạ. Có rất nhiều. Hải Phòng có được không em, đúng không ạ? Hải Phòng thì anh cũng sẽ có được những cái quà tặng mà. Có những cái quà tặng mà có thể nói là bên công ty em có những cái văn phòng đại diện thì có anh thể ghé qua. Đấy, còn riêng những cái chương trình học của trung tâm Linh Chi thì có những cái chương trình học như thế. Và đặc biệt thì trung tâm Linh Chi có một cái chương trình quà tặng rất là hay. Những bé mà tham gia vào các lớp học thì hoàn toàn miễn phí đưa đón. Đấy, chúng ta hoàn toàn yên tâm là khi mà gửi con ở trung tâm Linh Chi thì được đưa đón xe miễn phí nhá. Đưa đón xe miễn phí. Vâng ạ, chị ơi, còn có ở văn phòng đại diện của bạn Hồng Nhung cơ, của bạn Nguyễn Hồng Nhung ở Đà Nẵng ấy chị ạ. Nên là chị yên tâm, nếu như mà các anh các chị cần thì hãy để lại số điện thoại, sau đó là các nhân viên văn phòng của các tỉnh hoặc là của công ty sẽ inbox lại với tất cả các anh các chị nếu như anh các chị có nhu cầu cần. Đó. Và ngày hôm nay thì lại có một cái món quà tặng nữa, đó là khi Hằng đã đưa lên Ngọc Lê Hạ Long cũng có ạ. Hạ Long thì các chị như này nhá, khi mà Hằng đưa cái chương trình livestream này lên thì Thanh Hằng đã có những cái địa chỉ, các cái địa chỉ của các cái văn phòng đại diện, của các cái văn phòng đại diện của các tỉnh, của công ty. Thì nếu như mà các anh các chị có nhu cầu thì các anh các chị, thứ nhất là các chị, anh chị hãy inbox lên cái chương trình livestream này. Cái thứ hai là các anh các chị có thể là liên hệ với các cái văn phòng đại diện. Thứ nhất là nếu như các anh các chị inbox số điện thoại, để lại số điện thoại thì các anh các chị sẽ gì ạ? Thì các anh các chị sẽ làm gì? Các anh các chị sẽ được demo miễn phí. Và khi các anh các chị làm bài sinh trắc học dấu vân tay ở văn phòng
thì các anh các chị được giảm giá đấy ạ. À, được giảm giá tới 20% cho một bài báo cáo của chúng ta. À, xin chào Hùng nha, xin chào Hero Lạng Sơn nha. Đó, thì cái quà tặng của chúng ta thì có rất nhiều, và đặc biệt ở với trung tâm Linh Chi thì sẽ có những cái chương trình, sẽ có những cái chương trình giả sử như là về kỹ năng sống, thì đợt tới này Thanh Hằng sẽ nghiên cứu, nói chuyện và với cả bạn giám đốc trung tâm thì sẽ đưa ra những cái chương trình kỹ năng sống hoặc là những cái chương trình về MC đấy ạ, MC nhí. Thì các anh các chị mà có bạn bè hay là các anh các chị hãy kết nối với tất cả những người mà có con từ cái độ tuổi đấy. Có những cái con từ cái độ tuổi ấy thì chúng ta có thể chúng ta inbox bằng số điện thoại, sau đó là các bạn sẽ được phúc đáp, các bạn sẽ được phản hồi một cách rất là tận tâm và nhiệt tình. Đó, thì cái chương trình quà tặng của ngày hôm nay á, cái chương trình livestream này sẽ là gì ạ? Cái thứ nhất là nếu như các bé từ mầm non đến cơ sở tham gia các cái khóa học của trung tâm Linh Chi ở tại Mạo Khê, Quảng Ninh, thì các anh các chị sẽ được miễn phí về vấn đề đưa đón. Còn bên cạnh đó thì mỗi một tháng Thanh Hằng sẽ gì ạ? Sẽ đưa một chương trình kỹ năng sống ạ, về cho các con ở tại trung tâm Linh Chi. Còn những bạn, có những anh các chị, xin chào Lê Lụa, Vịnh Hạ Long, chương trình này là chương trình gì vậy bạn? À, chắc là bạn mới vào đúng không ạ? Bạn mới vào thì bạn có thể là bạn chưa biết được, thì bạn có thể bạn inbox lại và bạn để lại số điện thoại. Đấy, hoặc bạn có thể bạn xem lại cái livestream này, thì cái chương trình thì nó rất là cụ thể và rất là rõ ràng. Bởi vì là ngay từ ban đầu thì Hằng cũng đã chia sẻ rồi. Cái thứ nhất là cái giá trị sống mà Hằng chia sẻ đó chính là 17 tư duy thịnh vượng và 7 cái thói quen của những người thành công. Và bên cạnh đó thì Hằng có chia sẻ về cái lịch sử của ngành sinh trắc học dấu vân tay. Đấy, ngành sinh trắc học dấu vân tay, và đặc biệt nữa nó là cái giá trị của sinh trắc học dấu vân tay đến với mỗi một cá nhân, đến với mỗi một độ tuổi, đến với mỗi một tổ chức, đến với gia đình. Đó. Thì các bạn có thể bạn để lại cái số điện thoại hoặc là bạn inbox thì sẽ biết được cái nội dung chương trình như thế nào. Và cùng với cái việc mà chúng ta muốn định vị và khám phá bản thân thì các anh các chị hãy có thể để lại số điện thoại inbox, hoặc là các anh các chị đến có cái số điện thoại mà Hằng ngay ghi ngay đầu ấy là các cái văn phòng đại diện, thì các anh các chị đến này, các anh chị được demo miễn phí. Đó, nếu như các anh các chị làm bài sinh trắc học dấu vân tay thì các anh chị được giảm đến 20% giá trị của bài. Wow. Đấy, Thanh Hằng cứ thấy là lúc thì nó được, lúc này nó không, nên là chính vì như thế nên là cái việc mà chúng ta cùng nhau để tương tác tiếp tục với nhau nữa thì nó cũng thường không được mạnh lắm ạ. Và ngày hôm nay thì cũng có những buổi tối thôi, nhưng mà cũng đã có những bạn đến để lấy sinh trắc học dấu vân tay cho con. Đó, cái đó là cái sứ mệnh cũng như là cái mong muốn của về ạ. Ừ, thế thì cho nó về trước đi. Thì cũng là cái sứ mệnh, cũng là cái sự mong muốn để giúp cho làm sao mà những cái người á, những cha mẹ bậc cha mẹ phụ huynh thì lại hãy inbox để lại số điện thoại. Để lại số điện thoại thì chắc chắn là Thanh Hằng sẽ gì ạ? Sẽ chia sẻ với tất cả các anh các chị những cái giá trị, và đặc biệt nữa là những cái chương trình quà tặng. Anh các chị, xin chào chị Nguyễn Thị Huyền ạ. Vâng, có lẽ là cái chương trình ngày hôm nay thì livestream ngày hôm nay thì Thanh Hằng cũng sẽ khép lại tại đây, và xin chúc tất cả các anh các chị có một buổi tối thật là vui vẻ, một giấc ngủ thật là ngon. Và Thanh Hằng xin được cảm ơn đến cái sự trân quý, đến cái sự yêu thương của các anh các chị đã dành cho Thanh Hằng trong buổi tối ngày hôm nay. Và Thanh Hằng sẽ hẹn gặp lại các anh các chị trong những cái livestream lần sau. Thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái ngành lịch sử, cái ngành khoa học có tên là sinh trắc học dấu vân tay này. Xin chào tất cả các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những livestream sau. Và đặc biệt là các anh các chị
hãy để lại số điện thoại và inbox và để lại số điện thoại đó, thì nhân viên của công ty cũng như là nhân viên của các văn phòng đại diện trên toàn quốc sẽ liên lạc với các anh chị để giúp cho các anh chị định vị được bản thân, thấu hiểu được khách hàng. Xin chào tất cả các anh chị, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.